Ôi cảm ơn Nhi Trân, hôm nay trông yêu thế nhỉ. Ôi rồi ôi, lại một bạn gái xinh đẹp rồi. Cứ mỗi ngày online nono lại được ngắm nhìn coi như là ảnh của các bạn thế này thì ai chơi. Rồi cảm ơn Nhi Trân. Vâng, mời tất cả các anh em ở trên nono clip, và cũng mời tất cả các anh em mà có xem lại ở trên YouTube, mời tất cả các anh em hôm nay chúng ta cùng đến một cái tựa game giả lập mới. À, cá nhân tôi thì có lẽ là tôi cũng không phải là cái thằng gọi là tinh vi, hay là kiểu gọi là tự kỷ ám thị, hay là kiểu tự luyến chính mình đâu. Nhưng mà tôi phải nói thật với anh em luôn là trên cái cõi đời này thì phải chọn một cái thằng gamer nào chơi nhiều game giả lập nhất, có lẽ là tôi. Chúng ta chưa chừa một cái thể loại giả lập nào, từ làm người đến làm loài vật, đến làm đồ vật, đến làm đủ thứ luôn. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với giả lập làm cá. I am fish, tôi là cá. Tôi ở nhà, nếu mà anh em nào mà cũng biết là tôi có một cái bể cá, cũng không phải là quá nhỏ nhưng mà không phải là quá to, một cái bể cá mà hàng ngày tôi vẫn phải cho chúng nó ăn. À, mặc dù là cứ thỉnh thoảng khoảng tầm 1-2 tuần dưới sẽ lại có một con chết. Cảm ơn Patrick Huỳnh, nhưng mà tôi vẫn nuôi. À, cứ khi nào mà cảm thấy bể cá nó vãn vãn đi thì tôi lại đi mua thêm về. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta cũng thử nhập vai vào cá xem là nó có cái gì hay hay không. Cảm ơn anh em MDP nhá, anh em MDP. Nuôi cá không đơn giản đâu anh ạ. Ừ, thật với anh em luôn. Nhưng mà tôi nói với tất cả các anh em luôn nhá, đối với tôi cá là bạn. Cho nên là đừng có ai ăn cá trên kênh tôi, nghe chưa? Nhá. Ô, cảm ơn bố lão. Thank you bố lão Quốc Anh. Nhớ nhá. Nào, chúng ta cùng vào game xem nó như thế nào. Ôi, nhạc bé đi tí khiếp to quá. Bé bé tí bạn ơi. Chó này nó zit zit đi tí. Video ở frame rate sao lại 30? Cái thằng buồn cười nhỉ? Thế dở hơi à? Mày tao mạnh như này bắt tao chơi 30? Tao phân 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 phân. Vê xin này. Ôi, 2 đét lên chứ bạn ơi. 2 git lên chứ. 2 nhá. 2 nhá. Rồi. Ok, vào game thôi. Cá trà bạc. Thôi ngay nhá. Thôi ngay cái trò đi, không vui đâu. Đừng có nói ra cái từ cá trà bạc với cá trà biếc, rất là vớ vả vẩn, đừng vớ vẩn. Nào, new game. Bắt đầu một hành trình mới. Như vậy là tôi sẽ vào vai một con cá anh em ạ. Tôi chẳng biết là cá gì, nhưng mà chúng ta sẽ vào vai một con cá. Nào thì cá. Normal, WASD, ok. Rồi. Cái gì đây? Normal mode và Iron Fish mode. Ôi, mình chưa mở được cái này. Mình phải hoàn thành được cái normal mode thì mới mở được cái này. Khổ, tôi đang định chơi hát đít. Lời thú tội với chú cá vàng à? À, anh em lại bắt chen người em streamer gì người Tây đấy gì? Ờ, Bob, mọi chuyện thế nào rồi? À, ừ, vẫn ổn, cảm ơn. Gì đây? Ôi, bánh mì có cái gì đấy? Xin lỗi. À, anh có muốn ăn bánh mì đặc biệt của tôi không? Bánh mì gì mà rung lắc kinh kìa. Bánh mì có cái gì ở trong đấy? Rung lắc kinh. Bánh mì có roi à? Tôi thích coi như là mấy bánh mì đấy đấy. Xin lỗi, tôi hết suất mất rồi. Ôi rồi. Bánh mì này kẹp tiết rồi. Đừng để phí cái bánh mì như vậy. À, cho bà kia một cái anh em ạ. Bánh mì cá. Thế à? Đâu? Bánh mì cá nào? Mang bánh mì về cho cá ăn. Úi xôi, khiếp. Úi xôi. Này.
Ôi rồi khiếp, mấy con cá này nuôi với nhau hả? Từ từ đã, mấy con này làm sao nuôi với nhau được? Nó đánh nhau đây. Cái con nhiều răng này nó cắn hết mấy con kia chứ còn à? 9 giờ rồi. Chúng mày thích ăn bánh mì đấy lắm hả? Ôi xôi ôi. Đây là những mảnh cuối cùng cho nên ăn ngon nha. Ok. Như vậy là chúng ta có một cái bể cá, bên trong này có 4 con cá anh em ạ. 4 cá khác nhau và đây là tôi. Trông đẹp dai phết đấy chứ nhỉ? Đây là tôi vâng. Đớp. Này, chơi cái này làm tôi nhớ ngày xưa tôi từng chơi cái con gì nhở? Cái con giả lập làm cá mập một lần đúng không? Đây, swim up. Đây, swim down. Gớm khổ. Đây, ok. Con này là cá vàng này. Con này là cá vàng này. Con này là con cá nóc này. Nếu tôi không làm con này có cá nóc và tôi từng nuôi con cá nóc này rồi. Con cá nóc này ý, nếu mà anh em nuôi nhá, tôi nói luôn anh em nào nuôi con cá nóc này thì thường là bể mà có ốc ý. Bể mà có mấy con ốc nó... Ngày xưa tôi nuôi cá tôi bị nhiều ốc lắm, bởi vì là tôi đi mua rêu về tôi giải thế nó có trứng ốc. Thế nó toàn bị ốc thôi thì mua con cá nóc về. Nó nhai cả con ốc luôn, nó nhai cả vỏ ốc. Nó nhai cả con ốc xong rồi nó phi mấy cái vỏ ốc ra. Nó ăn phần thịt. Nhưng vấn đề của con này là nó sẽ không ăn thức ăn hạt. Nó chỉ ăn thức ăn thịt thôi. Cho nên là chúng ta phải nuôi bằng thịt. À, gần giống kiểu cá nóc. Trông gần giống kiểu vậy. À, con này nó khá là hiền. Nó bơi cứ là trong bể thôi. Đúng kiểu như con này này. Đấy, nó cứ bơi là vậy trong bể. Còn cái con cá nhiều răng ấy tôi chẳng biết con cá gì. Với lại một con cá nữa nhìn cứ như kiểu bảy màu nhỉ. Ừ, răng của nó cắn vỏ kinh lắm. Nó cắn vỏ khỏe lắm. Con bô lão. Có con mồm lôi răng cá mập. Như vậy là mình sẽ vào vai cá vàng. Dũng cá vàng. Các chị em thú tội với Dũng cá vàng nhá chị em nhá. Con này giống kiểu con bảy màu nhỉ. Cái con kia. À con kia là cá hổ à. Ôi dồi ôi đấy. Nó phồng người lên đấy. Con kia là cá hổ à anh em. Cá hổ piranha giống kiểu tôi chơi trước chơi con sinh tồn gì đấy hả. Con này bảy màu đúng không. Ôi dồi, cái gì đấy? À, ánh mặt trời chiếu vào. Úi dồi ôi, khiếp. Ủi. Ánh sáng chói noàn nung. Ok, cái gì đấy? Tôi làm gì đang ngắm cá thì cứ chơi đùa với nhau à? Ôi dồi, Thôi xong rồi. Thế nào? Cái gì đây? Dọn bể à? Thôi chết rồi, dọn bể làm gì đây? Khó, đơn côi này. À, đưa mấy con cá cái đi thú tội. Vấn đề gì? Ông con này giống kiểu Nemo, giống kiểu Nemo nhỉ? Kiểu Finding Nemo level 1. Bây giờ chắc là mình phải làm là đoàn tụ cả mấy con cá kia đúng không? Tìm cách đoàn tụ rồi. Mẹ game thế giới mở à? Kinh đi chứ. The Ocean Beacon. Mẹ làm gì? Tội chả biết tôi làm gì luôn. Còn răng như cá mập mà thú tội thì ôi dồi ngủ. Còn mấy con này hay có cái trò ngủ ngửa bụng đây như này. Nhưng mà thông thường tôi phải thật với anh em luôn là sao chui vào đây rồi? Lúc nãy mình ở trong cái to lắm cơ mà. Bị vớt cho vào trong cái này rồi. Khổ. Ôi dồi cứ thấy xá lên cái là thích. Ôi dồi ôi, đấy cho thức ăn hạt khổ. Tôi phải nói thật với anh em luôn nhé, là anh em một khi mà anh em đã nuôi cá rồi ý, thì như này này, anh em nên hãy cho nó một cái bể mà có đầy đủ các cái dụng cụ. Thứ nhất là có đầy đủ cho nó lọc. Cái đầu tiên là chắc chắn phải có cái lọc cho tôi. Chứ nuôi cá mà nuôi trong cái một cái như thế này nó khổ thân nó cực kỳ. Tôi thật với anh em luôn, thà đừng có nuôi. Ây da,
Ây da, đã nuôi cá thì nuôi nó trong cái gì nó rộng rãi một tí, và nó có cái lọc nước cho nó một tí. Tôi thấy nhiều bạn trẻ cứ hay kiểu mua mấy cái bình tròn tròn này xong thả con cá vào khổ lắm ý. Sống tù túng khổ. Nào tao giải thoát cho mày nhá. Đây tao tìm cách tao giải thoát cho mày. Nào đi. Úi giời ơi. Thôi xong tôi rồi. Thôi chết. Vỡ bố rồi thì làm gì có nước mà đi. Ôi trời. Nước. Tại sao mình có thể quên một cái điều đó là cái bể cá nó rơi từ trên xuống sẽ vỡ mà mình không có nước nhỉ? Mẹ, đây phải bể cá nhựa đéo đông. Cảm ơn em Đăng Khoa. Từ từ, à đây tôi nhìn thấy đường rồi. Mình phải đi đường này này. Đây, mẹ bầu linh à? Muốn giàu chơi cá, muốn khá chơi coi. Ừ, bồ lão nói câu chuẩn đấy. Ây à, đây, đi theo đường này, đấy. Đây là cái gì? Được chưa? Vấn đề bây giờ là chỗ nào có nước? Đây, từ từ, đây, mình phải đi xuống dần dần, từ chỗ này đi xuống dần. Mà mình không vỡ. Hiếp cá gì mà khỏe đẩy được cả cái này ạ. Ấy, nhẹ nhàng. Ơi, bị kinh à, cái đấy là chích bòi hả? À. Mày quá. Tí nữa thì vỡ mồm, phải đùa đâu. Kia rồi, cửa kia rồi. Thôi. Cái bể cá to lần trước ở kia kìa. Tức là như thế này, lần trước là mấy con cá kia được ở trong cái bể to to kia kìa. Một cái bể khổng lồ luôn, đẹp phía kia cơ, xong rồi không hiểu vì lý do gì mà cái bà chủ bà lại vớt từng con ra bà đưa đâu ấy. Hoặc là có thể là bị mua chăng? Có thể là bị ai đấy mua chăng? Gửi lên mỗi cửa hàng mà. À, nhờ ăn cái bánh mì kia nên bọn này trở thành mutant hết à? À, tức là bị biến đổi bởi vì cái bánh mì kia nó có siêu năng lực hả? Đấy, ra ngoài ngay, tìm về với biển thuẫn. Biển kia rồi. Ôi giời. Bây giờ bắt đầu game. Thế mà mình đã chết rồi. Thế mới kinh chứ. Tôi thề với anh em luôn là anh em có lên mạng anh em tìm video gameplay của tất cả các YouTuber, streamer trên thế giới, tôi nghĩ không đéo có đứa nào chết ngay phát đầu như tôi. Ây, tôi. Đây, cái này. À, game nhẹ nhàng, nhạc khá chill, chơi khá vui. Nào, từ từ, vỡ đi rồi. Rồi, ok, tốt. Với vào không biết thì chết làm gì, căng thẳng. Nào, từ từ. I haven't gone to Petrol in days. What if another one blows up? Bonnetshire Council said it was a freak accident. Con này nó xây dựng thành phố trông tươi đẹp phết. Anh em nào mà đang buồn tình hoặc là tỏ tình với cờ rớt mà bị nó từ chối chơi trò này, tôi nghĩ là sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nhiều đấy. Nào, từ từ, bình tĩnh. Bây giờ làm nào để xuống được biển? À đây rồi, nhìn rồi. Game này chỉ một lần làm khó tôi thôi. Làm sao mà làm khó tôi là... Ây! Ủa, mày quá. Ủa, cứ tưởng vỡ mày quá. Ok, tốt. Cứ tưởng là vỡ. Giờ sao? Cá này nước ngọt nên không ở được nước mặn à? À ư nhỉ? Anh em nói cũng phải. Con này là nước ngọt thì làm sao đi được nước mặn? Thôi cứ để xem đi. Cứ để xem là thế nào đi. Ờ, có thể đột biến rồi nó lấy được. Đúng rồi, đột biến rồi. Nó xưng tội rồi. Đúng không? Ấy xa. Gần gian biển rồi. Ồ, nhìn thấy nước biển rồi. Ồ, lâu lắm tôi thật anh em luôn. 2 năm rồi tôi chưa nhìn thấy biển đâu anh em ạ. Thầy, 2 năm trời chưa nhìn thấy biển. Dịch dã thành ra là có đi chưa được đâu. Đâu đang thèm được đi biển.
có chị em nào ở đây mà nhà gần biển không? Nào, cho tôi coi như là qua chơi cái, đi biển cái. Hai năm là ít đấy anh. Ừ, phải hai năm đấy. Có khi ba năm nên đấy chứ. Tết vừa rồi có đi đâu? Bởi vì là Tết vừa rồi đang định đi, xong đến hè năm nay không đi được. Mày ơi, nhìn cái cảnh này đã cảm thấy nó mát mẻ, gió biển rì rào anh em ạ. Anh em có công nhận với tôi là mỗi lần chúng ta đi ra một cái khu nào đấy gần biển ấy, không phải là chúng ta thích bởi vì chúng ta nhìn thấy biển đâu, mà chúng ta thích bởi vì cái làn gió biển ấy, cái mùi muối và cái mùi, diễn tả là cho đúng nhỉ, một cái vị thanh mát ấy, một cái mùi muối nó từ biển nó thoảng qua, nó vuốt ve lên da mặt của mình, nó thích ấy. Những cảm giác đấy nó thích chứ còn chưa hẳn là nhìn thấy biển nó thích đâu. Em ngày nào cũng ra tắm biển vì nhé, mặt tiền là đối diện biển. Ô, thì nhất anh em luôn rồi đấy, nhất hạng luôn đấy. Nào xuống đây. Cảm ơn Bo Kante. Ôi bạn này là bạn này là fan hâm mộ của N'Golo Kante. À, thôi bắt đầu nghe tiếng gióng sóng lại rì rầm rồi. Ôi tí nữa tôi phải qua đường ở đây á, mẹ cẩn thận tí nó qua đường đấy, khoảng đấy nào. Rồi, ngon rồi. Đấy, xời. Đây mà mình về với biển làm sao để, làm sao để bật được cái nắp kia ra? Ủa, nứt rồi kìa. Năm sao luôn. Anh em thấy như nào? Mắc luôn nhá. Chơi nó phải chơi như thế. Bất ngờ không lũ human. Ờ, à, trôi đi rồi. Xem này, một con cá, chúng mình mang nó về nhà đi. Chúng mình sẽ giấu bố giấu mẹ để bố mẹ không biết. Ờ, các cháu ơi, các cháu ơi, mang về cứ nói thật với bố mẹ. Các cháu ơi, đừng giấu bố mẹ các cháu. Các cháu giấu bố mẹ làm gì đấy? Các cháu định cho chú lên gì à? Về cứ nói thẳng bố mẹ các cháu ơi. Sao các cháu phải giấu? Chết. Cháu này không biết là có sở thích ăn cá không. Cháu gọi cho lên cháu dán đi thôi. Cảm ơn anh em Trường Đặng Quang. À, quay mấy anh em cho tôi hỏi là tình hình đua even ở bên Nono như nào rồi nhỉ anh em nhỉ? Quay ông hỏi anh em ơi, cho tôi hỏi tình hình đua even ở bên Nono dạo này như nào. Cái đang có cái even cái gì đây? Even đua coi như là giữa các team với nhau. Anh em cho tôi hỏi tình hình bọn tôi bị loại chưa? Chết đi. Tình hình nào thì có ổn không hay thế nào, hay là thua bố rồi thế nào, nãy giờ quên đấy. Đang win à? À thế à? Thế thì anh em nào mà có muốn bọn tôi có cái một cái trận thắng nó oanh liệt hơn ấy thì anh em nhớ nhá, ở góc màn hình bên tay trái của tôi là có 5 cái biểu tượng sticker nhá. Các anh em và các chị em xinh đẹp có năm thì tặng cho bọn tôi mấy cái sticker đấy nhá, để bọn tôi đua event ấy nhá. Ai cũng được, tôi cũng được, Hunter cũng được, Tứ cũng được, Pháp cũng được, Namex cũng được, Nini cũng được luôn nhá. Không phải va phải khêu tí không có người ta lại bảo là mình để không quan tâm. Đâu rồi? Đi đâu đấy? Thôi chết rồi. Thôi chết rồi, nứt rồi. Thôi tôi ngu rồi. Đấy, mẹ khều cho nó lắm vào. Khều cho lắm vào. Đây, phải làm nào để ra được khỏi cái gác xếp này đây. Chắc chắn là mình không thể nhảy được rồi đúng không? Chỉ có tìm đường đi thôi.
lấy bánh mì à? À, mình đang ở trong cái lọ này, sao được bánh mì bên ngoài? Vẫn ăn được, kinh chứ. Bờ xuống đây à? Chắc là xuống đây. Chắc là xuống đây anh em ạ. Để xem nào. Không phải. Ở đi đường nào? Để tôi thử lấy đà xem có xuống được không. 1, 2, 3. Lao. Wow. Ôi xong rồi. Tuyệt vời. Mẹ, thế có đau tôi không cái chữ này. Thế làm nào? Đẩy thang xuống à? Ừ đúng 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 đúng. Mình phải đẩy cái thang xuống trước. Chuẩn. Ôi mà con cá để được cái thang này hả? Mẹ anh em nói nghe nào chứ thật với anh em luôn, con cá đẩy được cái thang đấy á? Có cho tôi luôn, còn nửa ngày đâu đẩy được. Cá đẩy cái thang này xuống. Vừa phải. Đẩy cái gì? Đâu đẩy nào? Ôi giời. Ôi vừa xảy ra vậy? What? Thật hả? Nào nào, từ 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 Nếu tôi không nhầm thì là cái con vật mà được đề cử làm khỏe nhất trên thế giới này là con kiến, đúng không anh em? Tức là nếu mà chúng ta tính theo cái khả năng mà mang vác được một cái thứ đồ mà có cân nặng nặng gấp nhiều lần cơ thể của mình ấy, thì là kiến là con khỏe nhất hành tinh, đúng không anh em? Nào! Rồi, ok, từ từ bình tĩnh. Xuống cái kia mình sẽ bật lên cái kia. Mình sẽ bật lên trên cái phía dưới nó có cái nhảy kìa. Mình sẽ bật lên trên cái đấy. Bọ hung à? Bọ hung khỏe nhất à? Ui rồi, vào cái hồ. Tuyệt vời, may quá. Vào hồ thôi. Ô, tôi được về với coi như thiên nhiên rồi. Bọ hung lăn cứt à? Tuổi không? À, bây giờ mình sẽ chui cống. Mình sẽ chui cống. Ai rồi cũng phải phan mu thôi. Ui dồi. Xuống cống rồi. Chúng tôi đã xuống cống rồi. Cảm ơn anh em Huy. Không, nhưng mà này anh em ạ, tôi nghĩ là bọ hung ấy chưa chắc là con vật khỏe nhất thế giới đâu. Anh em có công nhận với tôi rằng là con vật mạnh nhất, khỏe nhất thế giới là khi nó có khả năng mang vác hàng triệu cá thể khác, đúng không anh em? Một mình nó mang trong mình hàng triệu cá thể, nó mới thực sự là cái con khỏe nhất. Nào bây giờ tôi xuống cái này rồi mà cái này hơi điều nhá.
Tôi nói thật với anh em luôn là tôi biết là bên nước ngoài thì đường cống, đường kiếp của nó thì sạch thật, đúng. Sạch sẽ thật nhưng mà không đến cái mức độ là cá sống được đâu anh em ạ. Tôi đảm bảo với anh em luôn. Một con cá vàng bình thường như thế này mà... Ơ cái gì đấy? Ơ kìa. Ơ. What the fuck? Ơ kìa. Ơ kìa. Cái đéo gì đây? Ơ kìa. Ơ kìa. Vâng. Đéo hiểu sao cắm mắt vào trong cái đấy ạ. Từ từ bây giờ đi đâu? Cắm mắt vào đấy xong một chiếc ngạt. Cái đấy là tính năng chứ không phải là bug à? Bây giờ anh em cho tôi hỏi là mình đi đâu? Bơi trên này đã đúng không? Rồi. Cái gì đấy? BCS à? Ôi trời ơi. À không phải, cái này là cái gì chứ, khiếp, nhìn cứ tưởng BCS. Chiêu trời ơi, phi thân hơi được luôn. Tiếp tục phi thân cho anh. Chiêu. Ồ chết. Chiêu. Ờ. Chiêu. Ờ. Nào. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Tôi chết tôi rồi. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Kiếm chích à? Con mẹ. Bú đi. Bú mạnh à. Không thể hiểu được thế nào. Sao lại có cần tiếp một... Mẹ. Nó có cả kim tiêm kinh chứ. Tệ nạn vãi trưởng game mẹ. Tôi bắt đầu phải suy nghĩ lại con game ở đây rồi anh em ạ. Ban đầu tôi cứ nghĩ là con game này ở trong sáng cơ. Lại kẹt bố vào cái này rồi. Như vậy là mình bơi không được để bị kẹt. Mình bơi không được, không được bị kẹt. Kẹt vào là chết. Tính năng game chứ không phải là bug. Ê mày đầu. Này khó phết nhá. Bơi này. Bơi nhanh này. Bay. Ấy. Xong nãy mình bay giỏi nhỉ. Sao bây giờ bay chán nhỉ. Nào. 1, 2. Bay. Xôi ôi. Tiếp tục. Nào. Thôi xong rồi. Ui. Không hiểu. Cái gì nào? Chơi bời kiểu gì? Các anh em xe đạp ôm. Tại sao mình cứ toàn... Đấy. Sao ở đâu ra cái kim tiêm nó cứ toàn lao chỗ tôi đâm nhỉ? Vừa phải mày. Rồi. Nhanh. Ôi kim tiêm, kim tiêm. Rồi. Tệ nạn. Ôi kim tiêm. Kim tiêm với chúng tôi à? Nào làm sao? Mày tệ nạn nữa tao xem. Mày kim tiêm nữa tao xem. Kim tiêm với chúng tôi. Tôi chết. Nhảy nhanh. Không chết được. Tốt, chết làm sao được, yên tâm đi. Bây giờ là... Kìa rồi, tôi nhìn thấy có cái ống cống rồi. Vấn đề là mình phải không được để mấy cái này đâm vào mình. Ống cống kia đúng nhở? Chu ở đây đúng không? Rồi, đừng có vướng cái gì nhá. Đừng nhá. Ai đừng kiếm tiền, đừng. Ơ? Có vào được đâu? Không phải. Nhầm bố rồi.
đâu nhỉ? À phải nhảy nhảy tiếp qua kia đúng không? Nhảy tiếp qua kia. Mày láo với tao à? Rồi, sạch rồi. Chỗ này khá sạch. Hôm nay là đi đâu tiếp? À, cầm đây. Ngon ngay. Cứ thấy lỗ là đút vội, đút vàng. À, đây không được. Kia rồi. Ui sổ. Ủa cái gì đấy? What? À, kinh quá nhở. Ôi chết rồi, này thế nào? Ơ kìa. Sao thế này? Nhảy đi cá. Ơ kìa. What? What the fuck is this shit? What the hell? Làm gì đó đi. Làm cái gì đó đi, đừng có đối xử với tao như vậy. Con game kia đừng đối xử với tao như vậy. Chơi trò đéo được cũng bắt được thế nào. Chịu đi. Không thể hiểu được. Respawn à? À tức là mình có thể next checkpoint luôn anh em ạ. Next checkpoint luôn. Không được. Next checkpoint vẫn đéo được, chỉ có respawn thôi. Khổ thân tôi quá. Chơi thì hay mà cái con game chỉ có respawn thôi anh em à. Đời nó cô liêu. Rồi, yên tâm luôn. Mày giỏi mày lỗi nữa tao cái. Mày giỏi mày lỗi nữa tao phát. Hả con game? Mày giỏi mày lỗi nữa tao phát. Anh em cáo tôi lần này nó sẽ không dám lỗi được không? Bây giờ anh em có dám chơi tôi không? Nếu như game còn lỗi chỗ đấy một lần nữa thì tôi sẽ sủa gâu gâu. Còn nếu như nó không lỗi nữa thì anh em phải sủa gâu gâu. Dám chơi không? Dám chơi không? Bạn sợ à? Các bạn sợ à? Chơi luôn nhá, nhớ nhá. Nếu lỗi nữa là tôi gâu gâu. Còn nếu không lỗi nữa là anh em gâu gâu, nhớ nhá. Cảm ơn anh em xe đạp ôm. Nhớ nhá. Luôn đây này. Thời khắc của sự thật đây này. Ra đi, ra đi, ra đi, xuống dưới đi. Ôi dồi ôi. Thôi. Thực hiện nghĩa vụ đi các bạn ơi. Cái này là mình đang ở bên trong cái lau nhà đúng không? Cái này là thùng lau nhà đúng không? Khi mà lau nhà xong người ta sẽ cho cái rẻ ở đây, người ta vắt xong người ta lại đưa lên người ta lau tiếp. Rồi, cảm ơn anh em. Đấy, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ồ, bây giờ tôi đi xe ô tô luôn rồi. Kinh à? À bây giờ mình đi xe ô tô luôn. Chào ông nhá. Hello ông. Ủa chết ông kìa. Thôi chết, thôi chết, 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 chết. Lão kia lão có nghi ngờ gì không? Ờ lão không biết, mày quá. Lão không để ý. Thôi 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 thôi. Ôi chết kìa. Thôi chết rồi, ông đuổi theo mình rồi. Thôi bác ơi. Thôi. Ok 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 ok
Không làm sao. Cố lên cá ơi, tôi chết tôi rồi. Kẹt bố ở đây rồi. My bucket. Cái này mình phải đi rất chuẩn, không được chạm vào mấy cái phiến, cái hòn sỏi kia thì mới được. Khó phết đấy. Come back my bucket. Come back, back up my bucket. What is there? Ông làm sao mà đuổi tôi. Lần trước ông may mắn tôi nhá. Này quên câu luôn đi chung nhanh. My bucket. Bucket với chúng tôi. Mày tôi đi nhanh lắm. Lão già đuổi làm sao được nói luôn câu cho nhanh. Kìa rồi. Tôi thấy có cái mương rồi. Cái mương nước. Cố lên cái mương nước. Cái mương nước. Ui xôi ai. Cố lên. Cô. Ở kia sao thế này. Con mẹ chết thế nào. Sao lại là như thế. Mẹ. Gần ai? Được rồi mà sao lại được băng thế nhỉ. Pha đấy như là mình phải phanh tốc lại sao ấy. Tôi có nhảy đéo đâu. Ai? Nhưng cái pha đấy là mình phải phanh lại sao ấy, không được phép là lao thẳng. Lao thẳng là mình sẽ bị thế. Đường bê tông nó dốc lên đi nào được. Anh em không hiểu à, cái đường bê tông nó dốc lên mà. Làm sao đi cái đường bê tông cái được. Rồi, lái cái này nó khó lắm như anh em tưởng dễ đéo đâu. Thôi, đoạn này phải từ từ thôi. Từ từ thôi, không nhanh quá, từ từ, đúng rồi, như thế. Rồi, đẹp thôi, tuyệt vời. Ui xôi ơi. Và một sao. Come back. Khổ ông già. Cây cầu đến với tự do. Một sao là do tôi bị cái lỗi ý. Cái lúc tôi chơi nó bị cái lỗi, tôi phải respawn lại ý. Là do game. Ôi dồi. Good work, Gabby. Your shields are shining. Được nó. Làm cá sướng nhỉ anh em nhỉ? Nhất hạng luôn. Mình là con người, mình đứng đấy chọc 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 nhìn thế nào cũng bị người ta chửi cho. My poor bucket. Khổ ôi ông già vẫn cứ. Khổ ông già kia vẫn cứ như tội nghiệp cho cái hộp của tôi. Khổ nghe giọng như khóc ấy. Ông mang về một tí là được cái gì đâu mà ông phải khóc. Giờ đi đâu đây? Làm giờ chỗ nào đi? À đây, nhìn thấy cổng không? Ô cái gì đấy? Ui xôi ôi. Cái này nó gọi là đờ sau nn đấy anh em. Nó là như vậy đấy. Sau tháng 11 của chúng ta xong là nó đến tháng 12 nó là đờ đấy. Nó là như thế đấy. Một cái sự coi như là thúc sức ép mạnh
kìm nén anh em hiểu không? Lên nóc nhà luôn. Thế đéo lại vào cái kia. Ơ vãi. Em nào đây? Thế là tự nhiên bắt được nhà em nào này? Anh chào em. Khiếp, nhìn mặt em này trông khó khăn thế. Anh chào em. Em ơi. Hello cưng. Ôi dồi ôi. Sao trông bên kia mặt trông như ngã cây nhỉ? Kìa, trông kìa. Tôi có bạn rồi anh em ạ. À, tự nhiên mình có bạn rồi. Trông con kia con cá cây trông như ngã cây. Mặt trông hơi cọc. Chả có ai làm cái gì. Chắc bực. Con kia là cá đồ chơi á? Thật à? Lẽ nào? Đâu, cá đồ chơi đâu. Anh em nhìn nó còn đang quẫy loạn lên kia. Bảo cá đồ chơi. Toi đéo đâu. Va vẩn. Bành. Rồi, thử mở cửa xem nào. Không được. Phải vào trong phòng này rồi. Nhạc bốc phết đấy chứ đùa đâu. Rồi ra vườn đã. Đây rồi. Nào từ từ, chỗ này đi phải cẩn thận nhá. Này đi phải cẩn thận này. Nào đâu 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 đâu. Chúng mình nắm tay nhau đi em. Trước khi chết thì nắm tay nhau đi em. Nắm tay nhau đi. Tôi đoán là con cá kia đang vừa nhảy nó vừa chửi. Thằng khốn nạn, bà đang sống ở đây một mình may mắn sung sướng. Mày đến đây làm gì? Kiểu vậy. Thôi, từ từ bình tĩnh. Phải nhẹ nhàng, chúng ta phải nhẹ nhàng, không một sự tốc bất đạt. Mà không hiểu sao rơi khoảng cách như thế mà vỡ được. Game làm rất điêu. Trong khi cầu thang nãy mình lăn mấy vòng không sao. À, bình tĩnh. Dừng. Rồi. Nhoạng nhòe ra đây. Okay. Bình tĩnh. Rồi, tốt. Nhanh. Nào, tốt. Nào. Ok. À, trời ơi, tuyệt vời luôn. Nào, bây giờ quá cá qua đường. I need to qua đường. Nhanh. Tí chết. Họ cái gì cứ rút đi ông sợ à. Cần gì phải đến đó. Thoải mái luôn. Xem tôi tổ lái đi này. Biển kia rồi. Khổ thế, lúc nãy là mình đã cố gắng ra biển, bây giờ lại biển. Xuống. Thế này mà không vỡ. Vâng. Thế này mà không vỡ. Ôi giời. Con cá kia làm sao vậy? Ôi giời, khổ con cá kia. Ôi giời, khổ. Anh xin lỗi em nhá. Hơi trong mặt tí thôi em ạ. Sướng không em?
Sướng quá ấy chứ lị. Rồi, xuống đây rồi. Thích không em? Thích không? Đi tàu bay giày với anh thích không? Sao em lại cắm mẹ đầu dưới đất đi kìa? Em ơi! Em! Tỉnh chưa? Em bị sang chấn rồi sao ấy? Khổ! Tỉnh cho em! Ơ? Sao lại nhìn thấy anh cái lại ngoảnh mặt đi thế? Nỡ nòng nào? Chết! Thật! Đưa nhau đi trốn mà thế nào em lại tỏ ra coi như là... Cái gì đây? Đoàn! Sao ra đây? Ok, cái kia. Rồi. Thế chứ. I'm just in Pepper Ash for the day. Great weather to come see the wild animals. Rồi đi đâu? I live over in Yellington. I've been meaning to go to Yellington Market for ages. I hear there's this new Avo fruit thing. Oh yeah, I saw Doris eating one the other day. It has this huge stone inside it. It'll never catch on. Talk about choking hazard. Lăn ra biển á? Lăn làm sao được? Nó có cái gờ thì không lăn được. Nghĩa. Khó thế. Nó có cái gờ thì không lăn được anh em ơi. Chết chị kia vô tâm ấy nhỉ. Em gọi Peta vào cuộc bây giờ. Hay là phải quay lại chỗ đấy nhở? Chứ làm gì có đường để đi. Có cái cầu thang xuống biển à? Ờ hình như đằng kia đúng không? Ờ hình như đằng kia. Tôi nhìn thấy rồi. Đây này, góc này có cái cầu thang này. Đúng không? Lái cái này là phải có kỹ thuật mới lái được, chứ không phải là vớ vẩn mà nghiêm lái được tôi thật. Nào từ từ bình tĩnh. Checkpoint. Rồi đẹp. Ui mẹ, bây giờ nó bắt mình lăn cái này thì chết tôi rồi. Khó lắm đây này. Lăn cái hình cầu nó dễ. Hình này khó lắm. Phải đi cả này qua cái cầu luôn. Không sao. Trình độ tôi phải ngại à. Yên con nhà bà Tâm đi. Nào. Đấy. Nhẹ nhàng. Sao không nhảy xuống nhảy kia chết à? Nhảy xuống đâu anh em? Ý anh em mà nhảy xuống đâu? Nhảy xuống đây hả? Ơi chết. Nhảy xuống đấy là oảng chó đấy. Sao không nhảy xuống mới kinh chứ? Game nó tính cả rồi. Ôi tôi chết tôi rồi. Cái gì đấy? Mày quá, mày cứ tưởng là oảng. Bình tĩnh.
Khổ thế này nhảy mẹ vào nồi cho rồi. Ừ thật. Game mà chơi khó nhau thế. Lại cái gì ở đây? Cái gì đây? Nó đi kiểu gì? À đây đây. Tích 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 tích. Rồi 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 rồi. Đây, mình đi vào đây. Đấy. Hồi chết từ này đi nào. Nào xong lăn được. Ôi lăn. Lăn. Ái sao. Kinh không. Lăn 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 lăn. Không bao giờ bỏ cuộc. Vẫn chưa nhảy xuống nước đâu anh em ạ. Nào. Nào 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 nào. Đi cho cẩn thận. Đừng có vẻ sung sướng quá nào. Bình tĩnh. Đừng hưng phấn quá. Hưng phấn quá là sẽ không kìm được. Anh em nhớ lời tôi nhá. Làm gì thì làm, đừng bao giờ để mình bị hưng phấn quá. Vì lấy lúc ấy không phanh kịp đâu. Khi mà chúng ta bắt đầu cảm thấy là có một thứ gì nó bắt đầu nó trỗi dậy rồi, là chúng ta phải ngừng ngay cái nhịp đấy lại. Không để cho mình quá hưng phấn. Rồi. Nha. Ơ kìa, đại ý đang bảo là tức là trong cuộc đời chúng ta phải bình tĩnh mọi việc cái chứ bẩn thỉu cái gì? Anh em nghĩ cái gì đấy? Không hiểu luôn đấy. Ý tức là khi mà chúng ta đang gặp cái chuyện gì đấy mà nó đang hưng phấn quá độ, chúng ta phải phanh lại, nếu không là chúng ta rất dễ gặp sai lầm. Nghĩ đâu đấy? Không hiểu luôn. Đầu óc bẩn thỉu. Sở streamer nào viewer đó thôi. Cảm ơn anh em Huy. Các bạn nữ tủm tỉm cười. Các bạn nữ trên kênh tôi thì bẩn kém gì các bạn nam đâu. Các bạn nữ nhé. Ai là bạn nữ lên tiếng cái tôi xem nào. Chả kém gì đâu. Cũng 1 9 1 10 thôi. Tôi thật. Cái màn nó dài thế. Đi mãi không hết. Anh nói gì thế? Từ từ tôi xem nên đi đường nào. Có lẽ là đường này. Cái này nó cố tình nó mình cho mình cái chai này mình mới khó, chứ còn nó cho tôi cái lọ tròn thì dễ quá. Lọ tròn thì hơi được quá đơn giản. Cái này cua kiếc thì mới khó. Ôi. Ôi giời. 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 Cái gì đây? Ôi giời ơi. Kinh đấy chứ. 4 sao của nó là kinh rồi. Tự do ngay. Đấy anh em mới kêu là cá nước ngọt không xuống được nước mặn đấy.
Nó vẫn đi như không luôn. Ok, thế thế nào? À, vẫn nhớ về người bạn xưa à? Khổ, lại buồn. Vẫn nhớ về cái người bạn cũ, sức mạnh tình bạn. Khổ. Vẫn phải cố tìm về với các bạn. Mặt trời chân lý lại trói đúng qua tim luôn. Ok, kìa bơ. Ôi dồi ôi dồi. Kinh vậy. Anh kia bị quả mặt trời chân lý trói và chiếu cho ngã cây luôn. Ui xôi. Kinh ngập trông kìa. Cá gì. Cá. À rồi, bây giờ là mình đưa con cá này về rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang về con cá nóc. Cá nóc anh em ạ, chơi cá nóc nhá. Con cá nóc phải dễ thương. Nước con này hay phết. Anh em có thể Thực ra con này thì anh em có thể ra ngoài mấy cái hàng bán cá, bảo người ta cho em con cá nóc. Úi dồi ôi. Con này có cái trò phùng người. Úi dồi. Không, cá nóc về nuôi ý. Con cá nóc nhỏ nhỏ về nuôi ý. Anh em hiểu không? Chứ không phải là con cá nóc mang về để ăn. Cá nóc thì nó có độc. Anh em mang về nuôi thôi. Màu sắc nó y hệt như con này luôn nhá. Y hệt, tôi thật với anh em, ngoài đời nuôi nó y hệt. Và nó bơi, anh em phải xem cái điệu bơi nó mới buồn cười cơ. Tức là cái người nó rất to, nhưng mà thậm chí nhá, ngoài đời ý, cái vây của nó còn bé hơn cả cái vây của con này trong game luôn. Nó bé tí thôi. Và nó cứ bơi, nhìn anh em nhìn trong cái vây của nó cứ bơi quay này, xong người nó như kiểu lơ lửng trong nước ấy. Nó cứ lúc nào cũng thế thôi, nó cứ lơ lửng mặc kệ mẹ sự đời. Rồi nó nhìn thấy chỗ nào có con ốc chẳng hạn, nó sẽ nó gặp được con ốc luôn. Đấy, xong nó phì vỏ ốc ra và nó ăn cái phần người của ốc. Còn nếu anh em ném nó ít thịt thế, ví dụ thịt nhá, thì anh em phải xé ra thành từ cái miếng rất nhỏ thôi, cắt cái miếng rất nhỏ thôi, xong anh em thả xuống ở gần nó sẽ đớp. Nuôi con này phải có thịt. Nên là nếu mà anh em nào mà nuôi cá mà anh em cảm thấy kiểu chán ngán bởi vì là suốt ngày cho ăn thức ăn kiểu hạt ấy, vớ vẩn ấy, thì nuôi con này cho ăn thịt. Cảm ơn anh em Hòa Võ, rẻ thôi, con này rẻ lắm, không đắt đâu. Không phải là đắt đâu nhá, rẻ lắm. Ngày xưa bể nhà tôi nhiều ốc. Chả hiểu sao luôn, suốt ngày ốc cơ. Ốc nó đẻ liên tục ấy, nó bám đầy ở trên cái thành bể trông rất là tởm. Tôi phải mua con này đúng sau 2 buổi cái sạch banh ốc. Nhưng mà sau đấy tốn thịt anh em ạ. Sao lại tốn thịt? Ốc thì sạch thật, sao tốn cái thịt? Khổ. Ờ, nuôi cá cho ăn thịt. Thật mà. Ăn nhiều to lên. Có. Ăn nhiều to lên. Ôi, kinh vậy. Chưa chết đâu. Tôi chưa chết đâu. Hiểu. Bây giờ mình phải lăn. Sau khi bợi bị rơi xuống là mình phải. À, nhìn thấy rồi. Xuống đây sao mình sẽ bắt buộc phải xuống đây rồi. Rồi. Skill mà. Tức là con này khi mà nó bị rơi ra khỏi là vẫn còn một khoảng thời gian. Nhà này có nuôi chó hay nuôi mèo đấy rồi. Nuôi chó hoặc là nuôi mèo. Cái này là chân. Cái này là chân chó hay chân mèo anh em? Này giống chân chó hơn nhỉ? Chó đúng không? À, từ ra đây tôi lấy cái checkpoint đã. Rồi.
Bây giờ vấn đề là làm thế nào để ra được cái cửa này. Nó là cái loại cửa không phải là cửa đẩy mà nó là cửa kéo. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ô, ô, đơn giản vậy. Ui dồi ôi, tưởng thế nào. Con này là con mèo á. Không, chân đấy tôi nhìn giống chân chó. Lâu lắm rồi mới lại chơi một cái trò nó nhẹ nhàng như con này. Thôi thôi, không nhẹ, không nhẹ, không nhẹ nhàng, không nhẹ nhàng, không nhẹ nhàng, không nhẹ nhàng, không nhẹ nhàng. Đừng có hòng mà tao chết nhá. Yên tâm đi. Ui xui ui. Đừng có hòng mà tôi chết. Nói luôn một câu cho nhanh. Đấy. Suốt từ đợt chơi con hoa đến giờ nhỉ anh em nhỉ? Suốt từ đợt chơi con hoa đến giờ mình có một tựa game kiểu nhẹ nhàng như này. Đấy. Không nhưng mà tôi nói thật với anh em là tôi đưa con cá đắp mà chưa giờ thấy nó phồng người lên to thế anh em ạ. Chưa giờ tôi thấy nó phồng người lên to thế luôn. Không biết là nó chỉ phồng người khi mà thấy con cái là như thế nào. Nhưng tôi chưa giờ thấy nó phồng người như vậy. Không biết vì sao luôn. Nó chỉ để người bình thường này thôi. Có thể là chỉ khi nào nó gì thì nó mới to lên chăng. Con hoa là con nào? Ơ đây cái con game của Việt Nam làm con gì? Anh em bị làm sao đây? Không hiểu luôn. Hoa chả game của Việt Nam làm đấy con gì? Chỉ nghĩ bậy. Nguy hiểm nó mới phồng ra. Ôi sổ. Bóp mạnh vào người nó sẽ phồng lên Quốc Khang Nguyễn. Thế á? Nhưng mà thế thì đâu có phải chỉ có mỗi con cá nóc này như thế đâu anh em. Cảm ơn chị em Thanh Thư Đỗ. Tôi thấy nhiều loài vật khác là khi mà chúng ta bóp vào là cũng có một cái gì nó ấy lên mà. Nó cứng lên mà. Nổi lên. Oạch, 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 oạch. Khiếp, cá rơi đập rình rình đất thì chả sao. Bóp gai nó đâm vào tay. Không, con này không có gai đâu anh em ơi. Anh em đừng nhìn mấy cái trên người nó mà anh em bảo là gai. Nó không phải gai đâu nhá. Con này không phải có gai đâu. Con này người nó mềm nhá. Có gai không. Anh túm ít ra trên lưng xong nhấc lên là nó phồng ngay. À thế hả? Ok ok ok. Nhưng mà dạo này tôi không nuôi nữa rồi. Dạo này tôi nuôi con bể nhà tôi rồi không có ốc nữa. Tôi không nuôi con này nữa rồi. Tôi nuôi con cá chuột. Nuôi con cá chuột để dọn bể. Mấy con cá chuột hay phết. Nó đi dọn bể chăm lắm. Đợt trước thì nuôi một con cá bống cho dọn bể mà con bống nó hay có cái kiểu nó hay phi ra khỏi bể lắm. Thành ra tôi nuôi khoảng tầm 4-5 con cá bống ấy. Thì cả 4-5 lần sau khi mà tôi ở dính tôi đi làm về ấy, lên phòng, việc đầu tiên tôi đã thấy ngay một con bống nằm mẹ ở dưới đất. Nó phi thân từ trong coi như là cái bể cá nhà tôi, nó phi xuống dưới đất. Chết khô héo người từ bao giờ, khổ thân tôi. Ấy ôi, ấy. Ấy ôi, ấy. Ai 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 ai
Thôi chết, cố lên. Chết chết, xa quá, tôi chết xa quá rồi. Mình phải lượn vào các cái vũng nước ở trên đường. Cay thế. Đúng rồi. Không, anh em nào đã từng nuôi con bống, anh em đã từng nuôi con bống dọn bể chưa? Anh em nào đã từng nuôi cá, nuôi con bống dọn bể, anh em sẽ biết. Con bống ấy thì được cái nó dọn bể khá là chăm, nhưng mà nó hay có cái trò nhảy ra khỏi bể lắm. Kiểu nó có nghe nó sợ ấy. Có một chuyện gì mà khiến nó sợ, nó sẽ nhảy khỏi bể. Đừng vào đi, đừng, tao hết nước rồi. Thôi. Phải lượn đúng cơ. Lượn rất chuẩn. Khó phết đấy. Từ đã. Để nhìn trước xem có chỗ nào kìa. Chạy thẳng vô đường này thì có khi được. À, được rồi. Bọn bống này nó hay mút nhớt cá khác. Ờ đúng. Con này nó hay có trò nó đi nó mút đít mấy con cá khác. Đúng. Kiểu như là nó thấy mấy con cá khác nó sẽ nhảy vào nó bú. Ngày hồi đấy tôi hay bảo nó bú. Nó hay nhảy vào nó bú mấy con cá khác lắm. Ui xôi ơi, 4 sao. À, nhưng mà con bống đấy thì tôi khuyên anh em là nếu mà anh em có cái bể bé quá ấy, thì không nên nuôi. Bởi vì thứ nhất ý, là bọn đấy nó rất là sợ người. Nó sợ người dẫn đến là gì? Mỗi lần mà nó giật mình ý, nó sẽ sủi một phát, sủi cực nhanh luôn. Xe sủi gọi bằng bố. Nó sủi bụi mù luôn. Ôi, mày đẹp phết nhở. Mấy nào trong rừng rồi này. Nó sủi bụi mù luôn. Mà thứ hai nữa là nó làm đục bể của mình ấy. Con đấy nó lớn rất nhanh. Ban đầu anh em mua về nó chỉ nhỏ bằng 1/2 ngón tay út thôi. Nhưng mà nuôi khoảng tầm 1 tháng sau nó sẽ to như ngón tay cái của anh em luôn. Bằng cái ngón tay cái luôn. Và mỗi lần nó quay phát thì thôi. Nó mà quẫy một phát là thôi, bể đục ngầu luôn. Cho nên là nếu mà anh em nuôi con cá dọn bể thì anh em nên nuôi mấy con giống kiểu là cá chuột này. Hay là cá... hay là con gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Dọn bể hay hơn. Còn con bống nuôi dọn bể chả lắm, mà nó rẻ, được cái rẻ thôi. Rẻ, dễ nuôi. Đúng chủ nào cá nấy. Không, tôi thật mà. Ô, cái này chúng ta đi nào. À đây, chủ dưới này. Cá lau kính á. Không, anh em có thể nuôi con cá gì nhở? Tì bà anh em ạ, tì bà. Nếu mà anh em nào có sở thích nó hay mặn tí, anh em nuôi con tì bà. Trông nó sẽ hơi kinh dị. Tức là người của nó đen xì, xong nó có cái đốm màu đen ấy. Không, mà cái mồm của nó giống như cả mồm cá chê ấy. Đấy. Anh em có thể nuôi con tì bà. Con đấy thì nó lù một đống mẹ. Như kiểu con cá quỷ ấy. Xong rồi. Nhưng mà nó rất là hiền lành và nhẹ nhàng. Không bao giờ có kiểu quẫy sủi hay là kiểu gì cả. Anh em thể nuôi con tì bà cũng được. Là mình phải nhảy qua đây. Con tì bà bướm đẹp, anh em đừng nghe ông Dũng. À ừ, tì bà mà tì bà bướm thì ngon nhất rồi. Tôi nói tì bà thường ấy chứ. Còn anh em lại nuôi cả tì bà bướm thì chả đẹp. Quá đẹp luôn đi chứ. Chính là con lau kính à? Ờ, có thể tên khác nữa là lau kính.
Chơi con này khá dễ bởi vì là nó lăn được như ở chơi bowling. Nuôi con đàn bà đã đủ mệt rồi. Anh em nói cũng phải. Anh em buồn cười, sao anh em sẽ dùng cái từ nuôi nhở? Thật, phụ nữ là để nâng niu, sao anh em lại dùng cái từ nuôi nhở? Phụ nữ sinh ra để chúng ta nâng niu nuôi nấng, sao lại dùng cái từ phải nuôi nhở? Mất hết cả cái coi như sự ga lăng. Buồn cười thật. Này ơi, xem tôi lăn cho anh em, đừng có hòng có chuyện tôi làm mấy kia luôn. Ấy! Ủa, tí nữa thì đâm vào gai, may quá. Anh Đạt kêu làm hồ thủy sinh mà chưa thấy đâu. Ôi dồi ôi. Cái thằng đấy mà lại bảo nuôi cá được thì tôi thật với anh em luôn. Không, thật với anh em luôn là ngày xưa tôi từng có một cái ước mơ là mình sẽ mở một cái cửa hàng bán cá đấy. Thề. Một cái cửa hàng bán cá, tại vì là tôi xem mấy cái clip ở bên... sao đấy? À, xem mấy cái clip ở bên Nhật nó có mấy cửa hàng bán cá kiểu họ... bởi vì tôi hay kiểu này này. Cứ khi nào mà sờ chết chẳng hạn là hay kiểu ngồi trước bể cá ấy, xong rồi xem cá nó bơi ấy. Mọi thứ nó rất là, nói là cho đúng nhở, nó rất là kiểu yên bình ấy. Anh em nào mà hay bị sờ chết công việc thì tôi khuyên anh em nên nuôi cá, bởi vì nó là cái thú chơi mà rẻ tiền. Đảm bảo với anh em luôn, rẻ tiền này, sạch sẽ này, ít tốn công nhất trong tất cả thú nuôi. Nếu như anh em nuôi mèo, anh em nuôi chó, tôi đảm bảo với anh em luôn, thứ nhất là mèo là anh em phải dọn cứt, phải cho nó ăn, phải chăm sóc, phải đủ thứ cho nó, giống như tôi ấy là còn phải mẹ, còn phải bón như bón bố. Nuôi chó thì phải dắt nó đi chơi đấy, đủ các thứ. Nhưng riêng nuôi cá là cái mà tôi thấy là ít tốn tiền nhất, mà kiểu thời gian đấy mà bị stress ý, anh em có thể ngồi ngắm bể cá rồi nó cũng hết stress mà. Nhưng vấn đề là mình đi đâu đây? À, rẻ chứ có phải là đắt đâu. Có phải là nuôi cá rồng hay cá giếc cái đâu bảo đắt. Mình chắc là tôi phải từ dưới nước tôi lao lên chăng? Để xem nào. Thử lao một phát mình có lên không? Ui xôi. À, hiểu rồi. Kinh đấy. Wing. Ơi. Không được à? Ừ, anh em mua 7 màu với lại cá kiếm mấy nghìn mà. Rẻ. Tôi đảm bảo anh em rẻ luôn, anh em mua một cái lọ thức ăn cho cá. Anh em phải cho nó ăn, phải nói thật với anh em, nói không điêu nhá. Anh em phải cho ăn 1 năm mới hết một cái lọ thức ăn cho cá, mua vài chục. Rẻ lắm. Nuôi cá là rẻ nhất, thứ hai là sạch. Nó chẳng kiểu tốn công phải đi dọn dùng. Làm nào nhỉ? Nuôi cá dễ oẳng, ông cùng công ty nuôi 2 con cá bằng ngón tay, đầu tư bể sục khí, cây thủy sinh các kiểu được đúng 1 tháng. Nếu mà nuôi cá thì nó thật với anh em luôn là khó đấy, nó không phải là dễ. Nhưng mà nói đi nói lại với anh em, thật với anh em, cái này tôi nói cái điều này ra nó có hơi mất quan điểm một tí. Nhưng mà tôi thật với anh em luôn là anh em có nuôi một cái đàn cá khoảng tầm mẹ 10 con mà nó có chết 1-2 con thì anh em đéo thể nào mà anh em cảm thấy nó tội lỗi hay tiếc như là anh em nuôi mèo hay nuôi chó, đúng chưa? Đúng không đã? Mặc dù tôi nói cái điều này ra nghe nó có vẻ hơi mất quan điểm, nhưng mà thôi thì cá có chết thì chúng ta cũng không đến cái nỗi gọi là dằn vặt như là mẹ là con khác. Nói thật một câu vậy cho nhanh, đúng không? Chứ mẹ giờ nuôi kể cả anh em nuôi hamster luôn,
Sao tôi không thể bay lên được? Ấn cho nó phình lên khi ở dưới sâu à? À ừ anh em, tôi hiểu. Tức là ở dưới sâu nó làm áp suất nước đúng không? Ờ, áp suất nước nó cao sẽ đẩy con này lên. Ờ, đúng. Thử xem nào. Đúng rồi, đúng, anh em thông minh thật. Tôi ngu. Đúng rồi, mình đẩy cho nó từ dưới nước, áp suất nước nó cao, nó sẽ đẩy nó lên. Tôi ngu thật. Hamster mà chết cũng tiếc. Ừ, đợt trước tôi nuôi con hamster, tôi kể chuyện cho anh em đấy. Thằng Tiến tôi nuôi một con, còn tôi nuôi một con cùng thằng Tiến, con hamster chết của bọn túm lông ấy, để lâu thối giữa của bọn túm lông bọn đéo biết luôn. Nhưng mà con hamster của tôi với ra tôi nuôi sao nó bị cái u, nó bị một cái cục u to tướng ở người, khổ thân nó. Nhà về sau nó bị vỡ cục u nó chết. À đây, bây giờ mình phải bay từ cái chỗ này. Ấy không phải. Được. Hồi đấy cũng lỗi tôi. Tôi nuôi xong tôi rủ nó nuôi mà kiểu nó không phải là cái thằng kiểu thích nuôi các thứ ấy. Thành ra là nuôi sẽ bị bỏ bê, nó sẽ khổ. Biết đâu được. Tôi mẹ thật với anh em luôn, tôi nghỉ stream, nghỉ làm streamer khéo tội mở cửa hàng bán cá ấy. Bán toàn 7 màu với lại cá kiếm. Ấy nó chết. Đấy, đây thì cá đầy. Hamster. Ây cà, thế nào thế? Trời ơi à, sao cái chỗ nó bị có cái gì sao nhở? Tự nhiên nó cứ quạch người tôi ở đấy nhở? Không hiểu luôn ý, có cái gì đấy sao ấy? Dốc à? Mình đi lùi ra cái đằng này đi. Ờ, chỗ này có cái dốc của bẫy. Rồi. Tí chết. Xuống. Lên. Cái gì đấy? Cái này giờ sao? Ờ, cái chỗ đấy chơi như nào? Ôi, cảm ơn Lily. Ôi, Lily lại sang kênh anh à? Thôi em sang kênh bên Tứ nhà em đi, em đừng sang bên anh nữa. Em có quan tâm gì đến anh đâu. Em user của Tứ, em sang nhà Tứ đi, em đừng sang nhà anh nữa Ly ạ. À, đừng sang nhà anh buồn. Anh nhìn vẻ mặt xinh đẹp của em nhưng mà anh lại không được sở hữu user như em. Em sang kênh Tứ đi nhá. À đây, chui vào đây. Ô, chui kiểu gì đấy? Chui giỏi vậy. Khiếp. Ồ, cái này như là mình không để bọn bổ nông nó nhìn thấy sao ý. Cái kia là nếu mà mình làm tiếng động quá mạnh là bọn kia nó bắt mình.
gớm lại còn dỗi. Thỉnh thoảng làm mình làm mẩy tí, chị em làm cái gì mà căng. Ô chết, này làm nào qua được cái con bồ nông này rồi. Mị ạ, đùa à? Chắc là mình không được va chạm vào đâu đấy. Đi nhẹ nhàng, không được va chạm. Đó, từ từ. Rồi. Từ từ làm nào. Con này là con hải âu à? Sao anh em cứ moi là cái gì? Ủa chết rồi. Rồi. Moi á? Nó kêu là moi à? Con đó là con mòng biển. À mòng biển à? À, hóa ra là con mòng biển à? Khổ nào, tôi có biết đâu. Cứ tưởng con bồ nông, cứ khổ ờ nhỉ. Nếu ai gọi nó kêu là con bồ nông, mình cũng thằng dở hơi. Gọi bồ nông. À, mày đừng hòng bắt được tao. Con bồ nông kìa. À quên, con hải âu kìa. Nó từ từ mà đi thôi. Dục tốc bất đạt. Bồ nông cái mỏ nó bự. Bồ nông không phải là mỏ bự mà là cái kiểu ở cái phần mỏ nó có một cái nó vòng xuống đúng không? Có một cái nó bìu ấy. Nó có một cái bìu ở chỗ cái mỏ đó đúng không? Đó là con bồ nông. Rồi, nhẹ nhàng. Ơi, quẹt. Thôi chết tôi rồi. Làm gì tao? Bắt trượt ngu. Mày nghĩ mày có thể bắt được tao hả con bồ nông kia? Cái mỏ dưới của bồ nông mềm hơn để nó hút được nhiều cá hơn. À thế hả? À. Thế mà sao loài người cái phần dưới mỏ chúng ta nó không mềm hơn nhỉ anh em Lâm nhỉ? Để chúng ta mút được nhiều hơn. Tiến hóa chứng tỏ thuyết tiến hóa thế nào? Thôi. Ôi giời. Khiếp. Cái gì lượn vậy như tờ bay giấy. Ý tôi là mút thức ăn đi còn gì nữa. Thôi chết rồi, lần này chắc là oảng rồi. Lần này xong rồi. Không ai thì cứu tôi lần này rồi. Đi rồi. Không có ai. Mới tôi hỏi anh em là anh em đi ăn KFC, anh em đi ăn gà KFC, Lotteria, anh em ăn hết cái đùi gà xong có mút nốt ngón tay không? Cứ va vẩn. Sao khiếp lắm thế? Mình có làm cái tiếng động gì đâu mà lộ. Nhầm đường á? Sao đúng đường này mà? Sao nhầm được? Tôi vừa đi một vòng à? Đây. Ở cái checkpoint kia cơ mà. Thôi chết rồi.
Bây giờ bắt tao đi. Bắt đi, bắt đi. Ờ, trượt, làm gì cho đời. Ở cái checkpoint kia cơ mà. Khổ quá. Bắt hộ cái. Ôi dồi, tưởng thế nào. Đúng rồi, nó đằng kia. Tí nữa thì tôi đi một vòng anh em ạ. Con game thiết kế ngu học thật. Từ từ anh ơi. Từ bạn ơi. Từ từ bạn ơi. Đấy. Từ từ bạn ơi. Piu. Úi xổi ôi, cái gì đây? Đây là gì? Đẩy cả xe rác luôn. Rồi hiểu rồi, em nhìn nhìn đây này. Ui xổi. Thôi. Thôi thế là đời mình đi xa. Ê, mày đau. Nào, đâm thẳng xuyên thủng. Đâm thủng xuyên thẳng. Đấy, đấy nó phải chuẩn chỉ như này chứ. Nãy là nó hơi có chút xoay suốt. Đấy. Kinh. Cá với chả mù. Úi xô. Anh em thấy con cá nó bố đời như con cá này. Ờ? Rồi sao? Tìm bên này bạn ơi. Ôi chết rồi. Đẩy nó đi, con này đẩy đi. Đẩy mạnh vào. Hai chỗ này không được nhở? Hay là để tôi thử xem nào. Cố lên, cố lên, cố checkpoint đi, cố checkpoint đi. Yes. Gần được checkpoint rồi. Cày thế. Đang định đến cái chỗ checkpoint kia nó lưu game luôn. Lần này phải đi cẩn thận. Cho xe nó hơi ra giữa giữa này một tí. Ấy giữa cơ mà. Giữa ấy kìa. Thôi chết tôi rồi. Giữa cái shit à. Ôi giời ơi là rồi. Rồi rồi là ôi. Ôi giời ơi. Nốt lần này anh em nhá. Nốt lần này. Không được. Sang cả hai. Nốt. Nốt nần. Kinh nghiệm là mình phải bơi ở sâu một tí. Lần vừa rồi tôi bơi ấy quá. Bơi ở trên cao quá. Rồi, bơi sát dưới này. Tao thách mày. Mày giỏi mày làm gì tao đấy? Mày giỏi mày cho tao văng ra đấy. Bây giờ mày văng ông người ta đấy.
Úi dồi. À, mày giỏi mày văng đấy. Văng nữa đấy. Này, đi về cho tao. Bố náo bố nếu à. Tại sao con cá có thể được cả xe có cả nước? Nó đột biến từ đầu anh em mà nó ăn cái bánh mì. Nó ăn cái bánh mì của lão chủ cửa hàng từ đầu game cơ, anh em phải xem từ đầu game. Ăn cái miếng bánh mì xong mà nó bị đột biến luôn. Đây xong rồi đi đâu? Ôi chết rồi. Nước. Ơ. Yes. Nhảy sang đây chứ. Mày ngu thế hả? Giúp bơi đây cơ mà. Ơ không phải. Từ từ. Đây. Mày. Đây chứ. Đúng rồi. Thế. Nước. Ai đít ở nước? Nước anh ơi, nước. Thôi. Hai các bạn, hôm nay K1 trên đây thôi, tôi mệt lắm rồi, cả K1 cứ toàn nước với lại nẽo thì mệt hết cả người. Sang K2 kịp nhá. Không phải nhắc đi đài đâu nhá.